Xin chào bạn, như bạn biết thì ngoài những chiếc Samsung chính hãng thì chúng ta còn có những lựa chọn khác kinh tế hơn. Đó là những chiếc Samsung đến từ nhiều thị trường khác nhau như là hàng Hàn, hàng Mỹ ở dạng hàng xách tay. Và nếu như một vài năm trước thì hàng Hàn gần như là không xuất hiện nhiều trên thị trường, thì ngay giờ đây tại thời điểm cuối năm 2018 thì chúng đã quay lại rất là nhiều. Và cùng với đó chúng ta có nhiều những câu hỏi khác được đặt ra, đó là nên chọn bản Hàn hay bản Mỹ, bản Hàn có ngon không, bản Mỹ sóng sánh có tốt không. Thì tất cả những câu hỏi đó thì mình sẽ giúp các bạn giải đáp ở ngay trong video này. Xin mời bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Và đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về đặc điểm chung của cả hai phiên bản Hàn và Mỹ. Thì như bạn biết là ngay từ cái tên thị trường chúng ta đã biết được chất lượng của chúng như thế nào. Hàn và Mỹ là hai trong nhiều quốc gia đứng đầu về công nghệ. Chính vì vậy nên tất cả những sản phẩm được làm ra tại đây, được dành cho thị trường này thì sẽ phải có yêu cầu chất lượng rất là cao. Nên khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ phải yên tâm về việc mà máy có thể sử dụng lâu dài. Và tiếp theo, những chiếc Samsung đến từ những thị trường như là Mỹ, Hàn Quốc mình nhắc tựa trong video này đều là hàng cũ. Nên vì vậy giá bán của chúng sẽ tốt hơn hàng chính hãng rất là nhiều. Các bạn khi mua hàng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn. Nó sẽ rất phù hợp với những bạn nào có kinh tế vừa phải như là sinh viên hoặc là không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc smartphone. Mình lấy ví dụ như là Samsung Galaxy Note 8, phiên bản chính hãng đang có giá là 12.990.000 đồng. Trong khi đó phiên bản Hàn Quốc thì chỉ có giá là 9.290.000 đồng mà thôi. Và đặc biệt hơn, những chiếc Samsung Galaxy Note 8 phiên bản Mỹ thì có giá rất tốt, chỉ 8.990.000 đồng. Và cuối cùng, tất cả những chiếc Samsung dù là hàng Mỹ hay là hàng Hàn sẽ đều có sẵn tiếng Việt. Tức là không giống như Xiaomi, các bạn không còn phải chờ 30 ngày để unlock hay là để can thiệp phần mềm, thì chúng ta vẫn có tiếng Việt để sử dụng thoải mái, một cách dễ dàng. Và tiếp theo thì mình sẽ đến với những cái đặc điểm, những cái ưu điểm riêng của bản Hàn là có thể các bạn biết rồi, tuy nhiên thì vẫn có nhiều bạn chưa biết. Đầu tiên, những chiếc Samsung Hàn Quốc luôn là những thiết bị được cập nhật đầu tiên của Samsung. Tức là thứ tự cập nhật của Samsung sẽ là những phiên bản Hàn Quốc nội địa, sau đó là hàng quốc tế và sau đó là phiên bản nhà mạng. Và tiếp theo, 100% những chiếc Samsung đến từ thị trường Hàn Quốc là bản quốc tế. Tức là khi mang về Việt Nam các bạn chỉ cần lắp SIM vào dùng mà không cần phải can thiệp phần mềm, không cần phải unlock gì cả. Tất cả những gì các bạn cần phải làm chỉ là cắm SIM vào và nghe gọi bình thường mà thôi. Và ngoài ra thì những chiếc Samsung đến từ thị trường Hàn Quốc sẽ là những phiên bản được sử dụng con chip Exynos của Samsung do chính Samsung làm ra. Và chính vì thế nên nó sẽ độ được 2 SIM như phiên bản hàng chính hãng các bạn có thể thấy đang bán trên thị trường. Và cuối cùng đó là mặc dù là phiên bản quốc tế nhưng những chiếc Samsung đến từ thị trường Hàn Quốc, đến từ những nhà mạng của thị trường Hàn Quốc sẽ có một vài cái ứng dụng rác. Tuy nhiên chúng ta có thể xử lý bằng cách gỡ bỏ chúng một cách đơn giản. Và đối với bản Mỹ thì sao? Thì bản Mỹ thì sẽ có một vài cái điều trái ngược lại so với phiên bản Hàn Quốc. Đầu tiên đó là chúng không phải là phiên bản quốc tế. Tức là khi mang về Việt Nam thì tất cả những chiếc Samsung Mỹ sẽ được unlock, sẽ được can thiệp phần mềm để trở thành phiên bản quốc tế 100%. Khi bạn lắp SIM vào thì vẫn có sóng sánh bình thường. Tuy nhiên thì mình có nhận được một vài cái trường hợp rất là hy hữu thôi, là sóng nó không được tốt cho lắm và chúng ta cần phải khắc phục lại bằng phần mềm một lần nữa. Và 100% những chiếc Samsung đến từ thị trường Mỹ này sẽ được trang bị con chip Qualcomm. Và chính vì vậy nên nó cũng chỉ có thể sử dụng được một SIM mà thôi, bởi vì ở Mỹ người ta không chuộng hai SIM nên chúng ta không thể nào mà độ được. Và cuối cùng có một vấn đề khác mà các bạn cần phải quan tâm khi mà sử dụng những chiếc Samsung đến từ thị trường Mỹ này, đó chính là phần mềm. Phần mềm này thì nó sẽ không được cập nhật đều đặn như là phiên bản chính hãng hay là phiên bản Hàn Quốc, mà nó sẽ phụ thuộc vào nhà mạng của các bạn. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái đặc điểm nhận dạng khác đối với hàng Mỹ để phân biệt so với hàng Hàn Quốc hay là hàng chính hãng. Đó là ở mặt sau của máy thì sẽ có cái logo của nhà mạng, nhưng mà những năm gần đây thì logo này đã bị bỏ đi rồi. Tuy nhiên ở phần dưới của máy chúng ta sẽ có một cái tên sản phẩm, ví dụ như là mình có chiếc Galaxy S8 Plus đây, thì nó là bản Mỹ khi mà nó có tên sản phẩm ở dưới chỗ này. Có lẽ khi xem đến đây thì nhiều bạn cũng đã có thể tự đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi bản nào ngon hơn. Và theo mình thì đó chính là phiên bản Hàn Quốc, với những ưu điểm như là bản quốc tế 100%, không cần phải can thiệp bằng phần mềm để unlock, luôn được ưu tiên cập nhật, hoặc là bởi vì chúng được sử dụng con chip Exynos, làm con chip vừa khỏe vừa tiết kiệm điện năng rất là tốt. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại thì mặc dù có một vài điểm hơi thua thiệt, nhưng lợi thế của bản Mỹ chính là việc máy được trang bị con chip đến từ Qualcomm, một loại chip luôn được đánh giá cửa trên so với Exynos về hiệu năng, khả năng chơi game cũng như là có thể sử dụng được tốt trong một khoảng thời gian dài. Và ngoài ra còn có thêm một cái lý do khác khiến cho bản Mỹ luôn được yêu chuộng so với phiên bản Hàn Quốc, đó chính là việc giá bán của chúng luôn rẻ hơn hàng Hàn Quốc và chắc chắn rồi rẻ hơn hàng chính hãng rất là nhiều. Để trả lời cho câu hỏi nên mua bản nào thì mình sẽ phân ra làm hai nhu cầu sử dụng khác nhau để giúp bạn tư vấn về hai phiên bản này. Đầu tiên, bạn nên mua bản Mỹ nếu là một người thích Samsung với con chip Qualcomm, thích chơi game hoặc là khả năng kinh tế không dư giả, thì bản Mỹ sẽ là lựa chọn tối ưu nhất về kinh tế.
và không quá quan tâm tới vấn đề cập nhật phần mềm, bởi vì hiện tại những chiếc Samsung flagship đều đang ở phiên bản Android gần như là mới nhất, được hỗ trợ đầy đủ mọi tính năng, tương thích với mọi ứng dụng trên kho ứng dụng nên bạn có thể yên tâm. Tiếp theo đến bản Hàn thì cũng sẽ hơi ngược lại một chút, các bạn là người có kinh tế tốt một chút, quan tâm nhiều tới việc cập nhật phần mềm vì đây sẽ là điểm mạnh chính của những chiếc Samsung Hàn Quốc, và quan trọng hơn hết thì nó có thể độ được 2 SIM như hàng chính hãng đang bán tại Việt Nam. Nếu bạn nào vẫn đang lăn tăn về việc hiệu năng của chip Exynos thì hãy cứ yên tâm, bởi vì con chip Exynos mặc dù bị đánh giá là cửa dưới so với Qualcomm, nhưng Exynos vẫn có hiệu năng đủ khỏe để mang lại cho chúng ta một trải nghiệm xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra. Và như mình vừa còn nói ở bên trên thì con chip Exynos này ngoài hiệu năng tốt thì nó còn giúp ra tối ưu điện năng rất là tốt. Hiện tại thì nếu bạn nào đang quan tâm tới những chiếc Samsung chính hãng hay là hàng xách tay thì có thể tham khảo ngay tại 20 showroom của Di Động Minh trên toàn quốc. Tại đây hiện tại đã có những chiếc Samsung S8 này, S8 Plus, Note 8 phiên bản Mỹ và Hàn Quốc để cho bạn lựa chọn tham khảo. Link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả dưới video này để các bạn tham khảo thêm. Và ngoài ra, khi mua hàng tại đây thì các bạn cũng sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện sạc cáp có hỗ trợ sạc nhanh của Samsung để sử dụng yên tâm. Và ngoài ra nếu các bạn cần thì trong video tới mình sẽ giúp các bạn làm một cái video hướng dẫn các bạn test Samsung cũng cách chính xác nhất để các bạn mua hàng yên tâm hơn tại điểm cuối năm 2018 này. Và ngoài ra, đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất, cũng như là ủng hộ mình làm những video tiếp theo của các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.